buồn bã. Chào mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình đi Manchester Mall, một cái mall nhỏ ở Fresno, chỗ của mình ở. Đây là cái mall nhỏ Manchester, ủa sao nó không có mờ như vậy ta. Okay. Ở đây là tiệm áo cưới 50%, 20-50% off tiệm áo cưới nha. Ở đây không có ai mở cửa hết trơn, vắng vẻ hoang vu. Đây là một tiệm điện thoại free nè. Điện thoại free như là của chính phủ trả tiền hay gì không biết nữa. Đó là tiệm điện thoại. Nguyên cái hình cái con đó. Ở đây là tiệm giày dép. Ok, giày dép. Vậy đó. Này rất là bài sale 30%. Nó mờ tâm mờ điếc luôn. 30% off. Sale 30%. Này áo quần lâu lâu mới có một cái tiệm mở ra vắng vẻ hoang vu buồn bã. Sau dịch thì đó, đây là một cái tiệm áo quần thời trang. Cái tiệm thời trang. Ok, chúng ta đây là cái thang máy để leo lên, thang máy hộp để lên lầu, nhà thang đi xuống dưới nè. Đó, cái này là tiệm gì nữa, tiệm thời trang áo quần nữa. Tiệm tên là Shaw. Sao nó tối thế, không thấy gì luôn. Một cửa ra khác, bốn cửa bốn góc, bốn làm cái tiệm. Đây là resume.